Rồi, test nhẹ cho anh em con quay A110 lên Bomb Raider 2 đĩa nha. Đó, thắng nhẹ lấy bánh liền ha. Quá sướng nha. Full combo có hình lên Bomb Raider 2 đĩa. Em test thử bánh sau cho anh em tham khảo nha. Đó, bánh trước thì quá ok rồi. Nhích là lấy bánh thôi. Đó. Thì chào anh em quay A110, review cho anh em tham khảo mình lên 2 đĩa Bomb Raider nha. Đó, em lên full cả 2 đĩa vũ xi luôn. Rồi, em sẽ liệt kê đồ để cho anh em tham khảo luôn. Nó gồm có cặp mâm, mâm trước, mâm sau đi 2 đĩa nha. À, đi trước là đi đĩa lớn ha. Em xin bạc của Thái nha, tay dầu trên ha, đó gắn dự dinh nhanh luôn, không cần phải phát nổ đâu đèn nha. Rồi phần cái bộ ở sau thì em đi xe combo full đoàn viên là heo nó xin bạc Thái nè, đi mình đạp dinh Thái vô xe ha. Đó em gắn cái dầu là vừa đủ cho này luôn, không có sợ bị tình trạng là dư dầu ha. Đó bánh xe là bao nhẹ nha, gắn là dư dinh cho này luôn. Gồm có là đi full đĩa Rider nè, mâm Rider em canh chỉnh là ngọt dư dinh ha, không dây lồng đờn anh này, thay vỏ nhông xin dĩa bố Thái rất ngon ha. Quá ok rồi, test bánh xe nè, bánh xe là bao nhẹ nhàng cho nè, đó quá sướng luôn đó, bao nhẹ. Cái này là gắn như zin nha, anh em phải thay vỏ nhâm dĩa 4 tháng là không cần phải tháo gì hết nhiều nha, chỉ cần tháo ra lấy lòng cục quanh thôi. Đó, nó còn gọn gàng hơn cả phần cái tháng đùm của anh em. Đó, bánh xe là bao nhẹ ha. Anh em chạy một tuần cho cái đĩa này với bố này nó đều nhau nữa thì càng ngon nha, nó không có sợ bị tình trạng là nó cả bố cả đĩa nha. Em gắn là như zin luôn, đi hàng xịn ha, hàng nó xin bạc của Thái nè. Đó, quá đẹp. Đó, anh em thích lên đĩa mâm thì ghé bên độ xem nha. Bên em thì chuyên lên đĩa mâm để cho dòng quay rim về dòng suốt dòng xe số xe ga đầy đủ ha. Rồi em chào anh em. Rồi test nhẹ cho anh em con quay A110 lên Bomb Raider 2 đĩa nha. Đó thắng nhẹ lấy bánh liền ha. Quá sướng nha. Full combo có hình lên Bomb Raider 2 đĩa. Em test thử bánh sau cho anh em tham khảo nha. Đó, bánh trước thì quá ok rồi. Nhích là lấy bánh thôi. Đó nhích là ăn liền ha. Anh em mà đi đường xa đường phượt đường đồ mà sợ thắng không ăn thì ghé em. Em lên cho anh em bộ đĩa ha. Cho anh em chạy rất an toàn nha. Đó nhích nhẹ lấy bánh ha. Quá đã luôn. Full combo có hình bộ đĩa của thằng Rider gắn cho dòng quay A110 nha. Quá sướng ha. Đó, dứt bánh thôi. Quá sướng luôn. Đó. Anh em mà thích lên đĩa để chạy an toàn, đẹp xe, đó nhìn cứng xe, chạy rất sướng thì ghé bên em. Em thì chuyên lên đĩa cho anh em ha. Đó, chỉ chứ từ sau ha. Rồi, em sẽ test thử bánh xe để cho anh em tham khảo luôn. Bánh xe là bao nhẹ nha. Đó, bánh xe là bao nhẹ ha. Quá sướng luôn. Đó, combo có hình càng chạy càng nhẹ nha. Đó, quay cho anh em phải gãy nữa. Đó, quá sướng luôn. Rồi, em cảm ơn anh trai quay A đến từ 59Z2 nha.